Vũ Luân, nhiều khán giả tin rằng tôi là con rơi của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, một trong những tượng đài của nền cải lương Việt Nam qua đời khiến không ít khán giả xót xa. Đám tang của nam nghệ sĩ được tổ chức tại nhà riêng tại quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Hai con nuôi của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là nghệ sĩ Vũ Luân và Bình Tinh xuất hiện bần thần trong chiếc áo tang. Với đôi mắt vẫn còn sưng vì khóc, Bình Tinh túc trực bên linh cữu cha nuôi từ khi ông qua đời. Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi, cô tâm sự rằng vẫn khóc rất nhiều dù trước đó đã chuẩn bị tâm lý về sự ra đi của cha. Sự mất mát này không riêng với tôi, gia đình mà với cả nền cải lương. Cha đi rất nhẹ nhàng, người bệnh ai cũng mường tượng ra họ đau đớn nhưng ý chí của cha tôi rất mạnh mẽ. Có khi cha đau nhưng không biểu lộ ra bên ngoài. Đến khi mất cha vẫn rất đẹp với vẻ mặt thanh thản. Tôi không nghĩ cha đã chết mà là đi đến một thế giới khác tốt đẹp hơn. Mọi người và chúng tôi hôm nay tề tựu để tiễn cha bắt đầu hành trình mới. Cô nghẹn ngào. Bình Tinh nói thời trẻ, Vũ Linh với cô là thần tượng. Còn bây giờ thì là một huyền thoại. Tôi không chắc bao nhiêu năm nữa nền cải lương mới có một Vũ Linh thứ hai, nữ nghệ sĩ khẳng định. Nghệ sĩ Vũ Luân cũng có mặt từ sớm để lo chu toàn cho đám tang của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Anh là con nuôi của Vũ Linh, được ông Hoàng Hồ Quảng đến tận nhà xin phép ba mẹ ruột dẫn đi hát, truyền dạy hết mọi ngón nghề. Trong tang lễ, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân mặc áo và đội khăn tang. Vũ Luân tiết lộ khi nghe giọng tài linh từ Mỹ gọi điện, Vũ Linh chảy nước mắt, sau đó ra đi trong vòng tay của người thân, đồng nghiệp. Cha tôi bệnh nặng từ 10 tháng nay. Khi biết cha bệnh, tôi luôn cố gắng an ủi để cha giữ tinh thần. Có lẽ cha cũng không tin là mình sẽ qua đời vì gia đình cũng giấu bệnh. Khi ba bị hôn mê, tôi cùng Bình Tinh, Hồng Phượng thay nhau chăm sóc. Dù biết sự chia ly này khiến cả gia đình và khán giả thương tiếc, nhưng cha ra đi cũng nhẹ nhàng, không đau đớn. Có thể đã đến lúc cha phải bỏ sân khấu để về với đất. Anh chia sẻ, nói về tâm nguyện cuối đời của cha mình, Vũ Luân tâm sự, khi bị bệnh Vũ Linh luôn mong ngóng sẽ sớm khỏe lại để trở lại sân khấu, nhưng cuối cùng phép màu không xảy ra. Những ngày cuối đời khi còn tỉnh táo, Vũ Linh vẫn chỉ dẫn nhiệt tình cho Vũ Luân những vai diễn để đời của ông. Lúc tỉnh tôi lên thăm, cha chỉ cho Luân những vai diễn, cha còn nói khi hết bệnh sẽ trở lại sân khấu cùng Luân, nhưng không thể thực hiện được. Vũ Luân kể, Vũ Luân tâm sự mối lương duyên cha con giữa anh và Vũ Linh đã có từ kiếp trước. Anh kể lại khi phát hiện ra mình, Vũ Linh đã tới nhà xin phép gia đình được nhận anh làm con nuôi. Tôi cũng bất ngờ khi được nhiều người nhận xét là giống cha, nhưng đây là điều tự nhiên, tôi không hề bắt chước theo cha. Tôi luôn nghĩ đó là điều may mắn khi làm nghề. Thậm chí nhiều khán giả dưới tỉnh không tin và cho rằng tôi là con rơi của Vũ Linh vì tôi quá giống với cha. Tôi chỉ biết cười thôi và không dám nói gì nữa. Khi được hỏi về sự giúp đỡ của người cha quá cố trong hoạt động nghệ thuật, Vũ Luân thổ lộ, cha luôn sẵn sàng truyền nghề cho con cháu, trong đó có tôi và Bình Tinh. Tôi rất may mắn khi được cha dẫn dắt. Tâm nguyện của cha là muốn truyền nghề cho thế hệ sau, những người trẻ, để góp phần giữ gìn môn nghệ thuật cổ truyền của cha. Xuất hiện tại tang lễ, ca sĩ Hồng Phượng, cháu ruột Vũ Linh, nhiều lần khóc nức nở khi nói về cậu ruột. Cô cho biết, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh bệnh tình trở nặng suốt 2 năm qua, mọi công việc ông lên kế hoạch đều dang dở. Thời điểm đó tôi không dám nói, đốc thúc cậu vì tinh thần cậu sa sút, ngoại hình xuống sắc khi bị sụt cân. Từ lúc cậu bệnh tôi không dám đăng hình lên mạng. Cậu năm rất chỉn chu, khi tới bệnh viện cậu phải tự chải tóc để giữ hình ảnh tốt nhất cho mình. Một năm mấy qua, gia đình xuyên suốt bên cạnh nhưng số phận không giữ được cậu. Theo lời nghệ sĩ Hồng Phượng, khi mắc bệnh nặng, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vẫn giữ tinh thần lạc quan mạnh mẽ. Dù đau đớn nhưng ít khi nào ông kêu than, nói về tâm nguyện của cậu. Cháu gái Vũ Linh nức nở. Cậu muốn nhiều lắm, cậu muốn lo lắng hết cho gia đình, mọi người. Cậu muốn có tiền để đi chơi, mua nhà, mua xe cho con cháu. Nhưng giờ thì không thể nữa rồi.